Đây là cái cống thoát nước ở cái bên này ra nhé. Bên này là trong đồng này. Đấy. Trong này nước cao hơn nên nó chảy ra ngoài này. Đây họ đóng cống rồi nhưng nó vẫn chảy ra này. Chảy vào trắng xóa này. Bên phía kia là Ủy ban Nhân dân xã Định Sơn nhé. Còn phía bên tay trái này là bên Phí này. Bên phố Phí này. Bây giờ mình xuống câu nhé. Nước chảy trắng xóa này, nước ở đây sắc sâu đấy. Câu là cá to đấy. Có 40 phao này. Nó to phao bé. Rồi nó to đấy. Qua cho vào tôi bỏ ra. Nó chặn lâu nó cũng giỏi. Nhưng hôm nay chảy này bình thường. Ở đây trong trước mình câu ở dưới kia thì nước nó khoảng hơn 2 mét, bây giờ khoảng hơn 2 mét này nè. Thường xuyên này có được nước giảm hồi như đây câu là khoảng hơn 2 mét ở giữa đường nước giảm. Mình ngồi tránh ra hơi cao. Nếu mà cái cống này đúng vào đường dây điện thì câu rất đẹp. Cái lưỡi mình đây, hôm nay mình thử lên cho cái lưỡi này khoảng chỉ 25 gram rồi. Chỉ 25 gram. Ok đấy, nước gần sâu gần 2 mét.
được con đầu tiên đây rồi. Đá cá đấy. Ngon. Cân. 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 Đây này, trên này nó có cỏ. Cỏ nó dính vào. Đây. Nước sâu này cá to nằm hải không? Thôi em vào rõ. Tuyệt vời đó. Buộc vào này nó không ra được. Yên tâm luôn. Mình thả xuống đấy. Con thứ hai, con rô phi hơi nháy phao đấy, giật lên ngay. Mình chuẩn bị về nên là mình thử giật mạng xem có cá không, thì mạng được con rô phi nhỏ nhỏ đây nữa này. Đấy anh em thấy không, sông mình đây vừa có người đánh lưới ở đây mà mình câu vẫn có cá. Chứng tỏ là ở đây Việt Nam mình rất nhiều cá. Kia bên kia có một người đánh lưới kìa. Đấy, xa xa kìa, đấy đang giải lưới kìa. Bây giờ mọi người cứ giữ gìn vệ sinh môi trường đây này, rác này, hạn chế rác đi là thiên nhiên rất là đẹp đấy. Đây mọi người xem nước kéo không, có độ nhiều rác rồi, giữ gìn không xả rác đi vừa bãi rồi. Bây giờ mình sang lên lấy cá nhá. Đây cá đây là mình về đây. Chép to đấy, chép này chắc tầm cân đấy. Đây bàn tay đây. Ừ, to đấy, rồi nó về đây.